đầu camera nóng ngày hôm nay là đoạn clip ghi lại vụ tai nạn giao thông kinh hoàng vừa xảy ra tại Thái Nguyên. Chiếc ô tô 4 chỗ vì phóng với tốc độ nhanh chóng mặt lại còn lấn làn rồi tông trực diện vào nam thanh niên đi xe máy ở làn đường đối diện, khiến cho nạn nhân suýt mất mạng. Theo clip, chiếc ô tô 4 chỗ chạy nhanh lấn hết sang làn đường của chiều ngược lại rồi tông trực diện vào một nam thanh niên điều khiển xe máy đi đúng đường. Cú tông mạnh khiến nam thanh niên bị hất văng lên trời, sau đó ngã xuống đường. Nạn nhân đã bị thương rất nặng, gãy một chân. Nhiều người có mặt tại hiện trường cho biết nam tài xế có biểu hiện say rượu khi điều khiển xe. Nhìn cảnh nam thanh niên bị hất văng lên trời sau đó ngã xuống đường, quả thực là một tình huống quá đáng sợ. Và như Nguyễn với quý vị biết không ạ, theo hôm qua thì Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an chỉ trong ngày nghỉ lễ ngày 1 tháng 5 trên toàn quốc đã xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông khiến 23 người thiệt mạng và 14 người bị thương. Ngoài nguyên nhân sử dụng rượu bia khi lái xe như trường hợp vừa rồi thì còn rất nhiều nguyên nhân khác, trong đó có nguyên nhân không làm chủ được tay lái như trường hợp ngay sau đây thưa quý vị. Theo camera hành trình của xe ô tô ghi lại cho thấy, một ô tô đang di chuyển bình thường thì bất ngờ tông vào giải phân cách giữa đường rồi xoay ngang chắn đường. Theo ô tô va chạm mạnh, người điều khiển xe máy phía sau giật mình, phanh gấp khiến cả hai người trên xe ngã sổng xoài. Vụ việc may mắn không gây thiệt hại về người. Vụ việc xảy ra trên đường Lý Thường Kiệt, đoạn gần ngã tư giao với đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng là tình huống tai nạn giao thông liên quan đến những chuyến hành trình về quê vào dịp nghỉ lễ vừa qua. Một người đàn ông điều khiển xe máy chỉ vì muốn chạy nhanh mà bất chấp vượt ẩu, thiếu quan sát để rồi tự chuốc họa vào thân. Tại một tuyến đường vùng quê, mặt đường khá nhỏ hẹp, tuy nhiên lại có khá đông phương tiện di chuyển từ xe máy cho đến các xe lớn. Vì muốn vượt lên phía trước, chiếc xe ô tô 4 chỗ đã xi nhanh trái xin vượt xe, còn người đàn ông điều khiển xe máy này cũng nối đuôi chạy theo. Tuy nhiên sau đó anh ta lại còn muốn chạy vượt lên cả chiếc xe ô tô nên lạng lách vào đường trong ở hướng ngược chiều chạy song song. Bất ngờ gặp phải đoạn đường cát lún, mất kiểm soát tay lái té ngã xuống đường. Sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội, nhịp sống tại Đà Lạt đã bắt đầu bình thường trở lại. Đường phố đông đúc hơn và các hàng quán cũng dần mở cửa kinh doanh. Vì thế, trong những ngày của kỳ nghỉ 30 tháng 4, 1 tháng 5, du khách từ các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh tới thành phố Đà Lạt nghỉ dưỡng khá đông. Tuy nhiên, ý thức bảo vệ bản thân và trong mùa dịch cũng như ý thức văn minh của một số ít du khách còn quá kém, khiến cho những người bản địa cảm thấy rất là bức xúc, điển hình như là vụ việc sau đây. Ông cùng 4 người khác trong gia đình đi ô tô từ Biên Hòa lên Đà Lạt du lịch từ ngày 29 tháng 4. Khoảng 10 giờ ngày 30 tháng 4 tại khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, đoạn thuộc đường Đào Nguyên Quán, người đàn ông này đã bẻ hai cành phượng tím, bị người dân địa phương quay clip đăng lên Facebook. Sau khi vào cuộc xác minh, công an thành phố Đà Lạt đã xác minh danh tính người bẻ cành hoa trên là Lê Minh Tài, 43 tuổi, trú thành phố Biên Hòa, Đồng Nai và mời về trụ sở làm việc. Hiện ông Tài đã nhận thức được hành vi sai trái của mình. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.